Hi, hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình xin chia sẻ là cách mua đồ online ở Úc. Trong cái thời gian lockdown như thế này thì ra sao, như thế nào ha? Thì đây 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 mình mua một cái lò nướng có cái quạt gió. Tại con gái mình thích làm bánh pizza. Đây, ở đây là làm được tất cả các loại gì giống như nướng chip, làm bánh, rồi nướng thịt. Thì đại khái thì nó trong trong tiếng Anh thì cái này nó kêu là air fry oven, mà bữa nay là mình không có review sản phẩm nha. Đây mình đang muốn nói về cách thức mà mua đồ online trong cái thời gian mà lockdown ở đây ra sao. Thì hôm thứ năm hôm thứ tư tuần trước thì con mình order muốn mua một cái oven này, nhưng mà tại vì trong cái thời gian lockdown này mình không có đi đi ra ngoài shop, đi vòng vòng được, nên thành thử ra mình lên online mình coi. Thì cái này ở trên online nó bán là giá của nó là 350 đồng, nhưng mà bây giờ nó giảm giá hơn phân nửa, chỉ còn có 150 đồng thôi. Thì mua hôm thứ tư thì thứ sáu nó giao tới, rồi tới thứ sáu mình về mình mở ra, mình găm điện vô thì nó mỗi lần mình găm điện vô thì nó xài khoảng chừng một vài phút thì là bắt đầu cái cầu chì của mình ở đây nó bị nhảy cầu chì. Cái lý do là tại vì nhà mình nó có gắn cái safety switch, tức là cái cầu chì an toàn á, ở Việt Nam kêu là BDC á, BDA, CDA, thì mới gắn cái đó vô. Thì mỗi lần gắn thì là nó, nếu mà cái một cái thiết bị điện nào mà mình mua mua về hoặc là mình mượn từ ở nhà khác mình đem vào nó không thích hợp thì tự động nó nhảy cầu chì. Lý do mình gắn cái đó là tại vì ở nhà có trẻ em á, mình sợ nhiều khi đôi khi tụi nó xài đồ không ấy nó sẽ bị cháy nhà. Vì vậy nên sau khi mà mình thử 2-3 lần rồi thì nó cứ vẫn nhảy cầu chì hoài, nên mình quyết định là trả lại. Thì lúc mà mình trả lại thì nó có hỏi là lý do tại sao, thì mình cũng có nói là nhà mình có gắn thiết bị an toàn, cái cầu chì an toàn. Thì sau khi mà găm điện mở lên thì khoảng chừng một vài phút thì nó sẽ bị nhảy cầu chì. Thì nó mới nói là bây giờ mở cái thùng ra cho nó, không có nói chuyện điện thoại mà là chat 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 online, thì mở cái thùng ra, chụp hình cho nó coi. Thì sau khi mình chụp hình xong mình gửi đi thì một lát bắt đầu cái nó mới trở lại, nó mới nói thôi bây giờ mày mới cắt cầu chì giùm tao đi. Thì mình không có hiểu cái chữ cắt cái cọng dây, cứ là cut the cord. Mình hiểu thì mình cũng hiểu là cut the cord là có nghĩa là cắt cọng dây đi, nhưng mà mình đang giống như kiểu mà thắc mắc, tự nhiên không hiểu là tại sao mà đi cắt cái cọng dây đi, cắt cọng dây đi thì làm sao mà mình trả lại, lỡ mình trả lại nó nói là mình cắt cọng dây rồi nó không lấy thì sao. Thì cái mình mới hỏi lại, cắt cọng dây có nghĩa là lấy đồ cắt hả? Nó nói đúng rồi, thì mày cứ mở cái thùng ra rồi mày cắt cọng dây ra cho tao, xong rồi mày gỡ lại cho tao một tấm hình. Thì mình mới làm theo ý nó, thì mình mới mở mở cái thùng ra. Tại vì sau khi mà mình thử nó bị nhảy cầu chì thì mình bỏ vô thùng, mình đóng thùng trở lại giống 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 y như vậy đây. Thì mình mới mở ra hết rồi bắt đầu mình mới cắt cắt cầu chì, mới chụp tấm hình gỡ lại cho họ. Thì xong rồi một lát cái thì mình có hỏi họ là bao giờ mình mới nhận lại được một cái mớ, thì là nói là người ta sẽ gỡ liền cho mình cái khác. Xong rồi mình cũng vẫn còn phân vân là mình gỡ người ta gỡ cho mình tới cái mớ, thì trong đầu mình thì mình nghĩ là mình sẽ gỡ gỡ cái người ta tới, người ta giao cái mớ cho mình thì mình sẽ đưa cái cũ lại cho người ta. Thì có nghĩa là cái người giao hàng người ta bỏ cái thùng đồ mới cho mình và người ta sẽ lấy cái thùng đồ cũ đi. Thì
mình muốn chắc chắn mình hỏi lại một lần nữa là như vậy là cái thùng này nó đóng gói trở lại rồi nó ôm ra ngoài ngay chỗ bưu điện để đăng mà gỡ, hay là cái người giao hàng người ta lấy? Thì là cái chỗ này mới là quan trọng đây. Thì nói bây giờ mày đóng gói cho tao xong xuôi hết trơn rồi đó, thì mày có thể đem giục thùng rác. Mày cắt cọng dây xong rồi mày đóng thùng lại rồi mày có thể đem giục thùng rác cho tao hay không? Thì mình nghe ra, tới lúc này thì mình mới hiểu là lý do tại sao là người ta muốn mình cắt cái cọng dây đi. Thì tại vì người ta nghĩ là mình cắt cái cọng dây đi rồi đó thì có nghĩa là không có còn xài được nữa, thì có nghĩa là đem bỏ bỏ đi thôi đó. Thì là bây giờ mà hôm nay mình xin chia sẻ là cái cách mà người ta bán hàng online ở Úc hiện giờ nó là như vậy. Thì mình mua đồ thì một ngày sau, cách một ngày sau thì người ta gửi tới, và có bị lỗi bị gì đó thì người ta kêu mình phá bỏ luôn, là tự mình đem giục rác luôn, người ta giao tới cái mới cho mình, và chỉ là vậy thôi. Thì bây giờ mình mở cái thùng ra phía bên trong mình quay cho các bạn xem nó như thế nào nha. Ở đây mình dán lại là tại vì mình không có muốn, tại vì mình không có review sản phẩm, mình cũng không có quảng cáo, với lại mình nghĩ cũng không có nên là để cái tên ra cho người ta thấy mất công lắm. Thì là cái thùng này nó như vậy. Thì bây giờ mình khui cái thùng này ra bên trong nó như thế nào cho các bạn xem nha. Rồi để mình mở cái này ra rồi mình đã cắt cái cọng dây bên trong nó như thế nào nữa chứ. Đây, đây là cái cọng dây điện lúc mình mua về thì lá còn nguyên hết. Cái cọng dây điện này nó nằm ở trong đây. Thì lúc mà mình chat, mình hỏi người ta trả lời á, thì kêu là cut the cord, có nghĩa là cắt cái cọng dây điện. Mình không hiểu là cut the cord của nó, mình hiểu cái ý, cái chữ cut the cord là có nghĩa là cắt cọng dây điện, chứ không phải là mình không hiểu. Nhưng mà mình không có nghĩ ra là người ta kêu mình cắt cái cọng dây này. Xong rồi tới cuối cùng là phán một câu là mày đóng thùng trở lại rồi đem bỏ bỏ rác giùm tao. Thì cái này mình mới mua về thì mình chỉ thử khoảng chừng hơn nửa tiếng thôi. Thì tại vì nó không có xài được nên thành thử ra mình đóng lại. Thì còn dĩ, còn đồ y nguyên, còn mâm, còn đồ hết. Đó. Rồi còn cái mặt trước của nó đây đó, thì cái này là để dặn tắt mở đèn, còn cái này là mình nấu theo cái chế độ nào, nướng hoặc là làm bánh hay là air fry, còn đây là nhiệt độ, còn đây là timer, có nghĩa là chỉnh sót thời gian. Thì cái thùng thì phải nói là bên trong rất là đẹp. Mình có đọc comment trên đó thì người ta nói cái lò này xài rất là tốt, nó có đầy đủ hết, trơn á, để nướng pizza, nó để là rất là tiện lợi luôn, để đang mà cho xài thì nó giống như một cái lò nướng ở trong nhà bếp mình thôi, nhưng mà mình nấu nướng trong nhà thì nó hôi nên là nữ ra mình mua cái này là mình để phía bên ngoài ngoài nhà mình nấu nướng. Được làm grill, rồi làm bánh, rồi air fry, làm pizza, nướng thịt, đại khái là đầy đủ chức năng hết. Đó, thì trong cái thùng nó đóng thì có hai cái dĩ, một cái dĩ để lót dầu. Cái dĩ này lót dầu, cái dĩ này để nướng chip, với lại còn thêm hai cái nữa, thêm cái nữa, còn cái này là để nướng thịt đây, nó dán dính vô gì đây.
Yeah. Cái này á là để nướng rau cải hay là chip gì á, rồi mình bỏ vô trong. Yeah, một cái để nướng pizza. Thì nguyên bộ của nó sẽ nằm như thế này đó. Cái này là để đằng mà hứng dầu á, mình có nướng gà nướng thịt gì đó, dầu nó chảy xuống rồi ở đây mình chỉ lấy ra thôi. Đó, thì lòng là... nguyên bộ của nó là như vậy. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay hay là hữu ích thì hãy comment, like và share cho mình ha. Nếu chưa subscribe á, thì subscribe cho mình cái nha. Sau khi subscribe á, mà bấm thêm vào cái chuông một cái nữa, chọn là tất cả để mỗi khi mà có video mới ra đó thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye. Cái này á, là mình chỉ muốn nói á, là nếu mà bà con mà ở Úc á, mà không có mua đi ra ngoài shop mà đi mua đồ được á, thì cứ an tâm mua đồ online đi. Thì cái này mình mua từ ở Bạch, từ ở Bên Ninh nha. Thì cứ cứ ra đi mua mua đồ online đi. Thì có cái gì á, người ta sẵn sàng, người ta đổi, người ta trả lại cho mình, mà người ta giao cái mới cho mình, còn cái cũ cái hư á, thì mình cứ đem bỏ đi, không sao hết. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye.